Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi xin có một cái video để tặng quý vị và các bạn có tên là Thế chấp có được sang tên đồng hộ. Câu chuyện của tôi nói về một vị khách hàng đến văn phòng tư vấn, và thông qua cái video này thì tôi sẽ nói về những quy định của pháp luật về việc thế chấp và dẫn dạy cho quý vị và các bạn biết trong cái hợp đồng thế chấp này thì nó có thể được sang tên đăng hộ hay không. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề thì hôm qua tôi có tiếp một cái em khách hàng. Em đã đến và cầm theo cho tôi một cái hợp đồng thế chấp. Trong cái hợp đồng thế chấp này thì được thực hiện tại một văn phòng công chứng. Nôm na nội dung là như thế này quý vị. Nôm na nội dung là bên A là bên thế chấp. Anh này đem cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên B để mà bên B đưa một cái số tiền. Cái quyền sử dụng đất, bản chính quyền sử dụng đất đưa cho bên B, và bên B cho bên A vay một số tiền là 500 triệu đồng trong một cái thời hạn là 2 năm với một cái lãi suất mà theo cái hợp đồng thế chấp đó là quy định của pháp luật, không nằm trong quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo cái nghĩa vụ trả nợ của các bên. Thì em nói như thế này, kể từ khi thế chấp cho đến khi đến thời điểm hiện tại em đến ra văn phòng tôi, thì do phía bên em là bên thế chấp không có khả năng trả gốc nè, không có khả năng trả lãi, cho nên là phía bên cái bên mà cho vay đó họ dọa sẽ đem sang tên đăng hộ. Và tôi đã tư vấn cho em rằng theo quy định của pháp luật điều 317 của Bộ luật Dân sự năm 2015 nói rằng thế chấp là việc một bên đem tài sản của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho phía bên kia. Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự thì các bên có thể thỏa thuận một cái nội dung rằng trong cái bất động sản này nó gồm có tài sản và nó gồm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì anh bên thế chấp này đưa cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên kia và vay với số tiền là 500 triệu trong một cái thời hạn là 2 năm. Còn cái tài sản thì bên thế chấp vẫn tiếp tục quản lý sử dụng. Luật nó quy định về thế chấp chỉ có vậy thôi. Thì cái việc mà cái bên mà gọi là bên thế chấp họ đưa ra một cái yêu cầu là nếu trong trường hợp không thế chấp thì không trả nợ mà không thanh toán thì tôi sẽ thăng tên đăng bộ. Thưa không, phân tích về chủ quyền, chủ sở hữu của quyền sử dụng đất này, nếu đến thời điểm phát sinh tranh chấp thì chủ quyền sử dụng đất đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó vẫn là tên của vị khách hàng tôi. Chưa có ý chí của vị khách hàng tôi thì cái bên cho vay đó họ không có một cái quyền để mà sang tên đăng bộ. Cái việc sang tên đăng bộ chỉ thực hiện khi ý chí của người chủ sử dụng, khi ý chí của người chủ sở hữu. Bây giờ nói nôm na theo bình dân một tí xíu cho quý vị và các bạn. Bình dân là bây giờ nếu mà anh A mà anh không đến phòng công chứng, có thể là anh không ký ủy quyền nè, anh không ký tặng cho, anh không ký chuyển nhượng, anh không ký mua bán, anh không ký cho thuê thì thôi. Nhưng ngược lại, nghĩa vụ của anh là anh vẫn còn thiếu nợ của cái VP
bên kia số tiền là 500 triệu cộng với lãi suất. Nếu trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về số tiền gốc, số tiền lãi hoặc chậm nghĩa vụ thanh toán thì các bên có quyền thỏa thuận lại cái phương án. Tôi cho rằng là cái phương án, chứ không có nghĩa rằng là, tại vì nếu như trong trường hợp không có ý kiến của vị khách hàng tôi đến phòng công chứng thì làm sao có thể sang tên đăng bộ ra cho bên kia. Và sau khi tư vấn thì em cảm thấy yên tâm về trong trường hợp mình. Đối với video này thì tôi cũng muốn quý vị và các bạn biết rằng mình là người chủ đất, mình là người chủ sở hữu của một cái nhà thì mình có quyền chiếm hữu sử dụng và những đoạn cái tài sản thuộc cái quyền sử dụng, thuộc cái quyền quản lý của mình. Những cái quyền đó bao gồm cái quyền là ủy quyền cho người khác làm công việc nào đó liên quan tới mảnh đất. Ví dụ như bây giờ, hôm nay tôi, nhà tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên tôi có miếng đất ở Bình Phước. Tôi sẽ ủy quyền cho cái ông liền kề đó giúp tôi quản lý sử dụng. Đó là cái hành vi ủy quyền để quản lý sử dụng. Hôm nay tôi có miếng đất cũng ở Bình Phước, tôi không có quản lý sử dụng, tôi mới cho ông A nào đó cho thuê trồng rau muống chẳng hạn với một cái thời hạn là 1 năm với giá là 10 triệu đồng. Đó là cái quyền thuê. Tiếp theo đó là cái quyền gọi là tặng cho tài sản. Tôi thấy các con tôi có đủ lớn rồi để tránh những cái sát sinh tranh chấp về sau thì tôi quyết định tặng cho ba đứa con, đứa thứ nhất một cái mảnh đất 2.000 mét, đứa thứ hai cái căn nhà mặt tiền, đứa thứ ba đó là cái căn nhà tôi đang ở. Và tôi cho các con cái thuộc cái quyền sở hữu, cái quyền sử dụng của tôi. Và nếu như trong trường hợp là tôi bây giờ tôi không cho mà tôi đi chuyển nhượng, nếu là đặt mà tôi đi bán, vậy thì sau khi mà tôi có một cái nhu cầu cần thiết về tài chính, cũng giống như là bây giờ tôi mong muốn là tôi bán miếng đất này tôi mua miếng đất khác, thì tôi đến văn phòng công chứng, sau khi tôi rao bán thì tôi đến văn phòng công chứng, tôi xác lập cái quyền gọi là quyền chuyển nhượng hoặc là cái quyền chuyển quyền sở hữu bán cái tài sản này để lấy cái số tiền làm cái việc gì. Thưa quý vị và các bạn, để tóm lại trong trường hợp này thì tôi xin nói lại với quý vị và các bạn, hợp đồng thế chấp không thể sang tên đăng bộ được theo quy định của pháp luật, vì hợp đồng thế chấp, bản chất của hợp đồng thế chấp là anh thế chấp cái quyền sử dụng đất nào đó để anh lấy một số tiền và các bên có thể thỏa thuận có lại hoặc không có lại tùy thuộc vào ý chí của các bên. Và nếu trong trường hợp hợp đồng thế chấp này có phát sinh tranh chấp thì các bên có quyền khởi kiện ở tòa án, chứ không thể nào sang tên đăng bộ được đối với cái hợp đồng thế chấp này. Nó không phải là hợp đồng chuyển nhượng, nó không phải là hợp đồng tặng cho, nó cũng không phải là hợp đồng ủy quyền để nhân danh và làm việc gì đó. Thưa quý vị và các bạn, trong cái video này, cái đối tượng chủ yếu của tôi gửi đến quý vị và các bạn đó là những người bình dân, những người muốn cập nhật những cái kiến thức pháp luật. Tôi thú thật với quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm 2018, tôi sẽ nói rất chậm từng một cái vấn đề một cách bình dân nhất để cho quý vị và các bạn, những người có một cái trình độ tương đối, đọc một cái tờ báo không hiểu, đọc một cái bản tin không hiểu, tuy nhiên thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ hiểu được bản chất của hồ sơ là như thế nào.
Kính mong quý vị và các bạn có những cái phản hồi liên quan đến những cái trường hợp của mình, những cái câu hỏi cần tư vấn, những cái kiến thức pháp luật mà quý vị và các bạn cảm thấy đau đầu, cảm thấy lo lắng, cảm thấy suy nghĩ, thì hãy cứ gửi cho tôi qua cái đường link, qua cái cơ sở là Facebook. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn không biết thì chúng quý vị và các bạn cũng có thể là đăng ký kênh để quý vị và các bạn xem từ từ những cái chương trình mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.